Xe chuẩn bị đón em đi chơi, nhưng mà em vẫn test cho một bác. Chuẩn bị đón đi chơi thiệt đấy chứ. Test cho một bác đã mua ủng hộ bên em một con Mitsu T170. Và em sẽ bảo hành cho khách đúng 1 năm nha, hư gì em chịu. Và đây em test máy cho anh khách. Nhớ về bật công tắc anh khách nha, có chữ on này. Và em dám khẳng định luôn, anh cứ về xài xăng nhất cho đúng 10 năm không bao giờ hỏng. Và anh khách này anh mua một cơ sở khác nó không được uy tín lắm, nên anh alo em để ủng hộ bên em nha. Đấy, đấy à. Ra từng tiếng này. Đấy không? Ok chưa? Và em test nhanh một video thôi. Đó, bây giờ em phải đi có công chuyện. Em đi có công chuyện đang chờ. Thì mọi người thông cảm với buổi trưa đang đóng hàng cho khách á, thì buổi trưa cố gắng tranh thủ khách xong. Đây, đóng hàng. Đang đóng hàng. Đấy. Rồi ok, thì bây giờ bên em sẽ đóng hàng con này nữa là xong. Gửi đến anh khách. Rồi, cảm ơn anh khách nha. Thì nhớ quay lại ủng hộ bên em, bởi vì anh mua một cơ sở khác mà không được uy tín bằng bên em thì yên tâm, bên em bán là bảo đảm chứ. Ok.